buổi trưa cả nhà. Chào một ngày trưa nắng đẹp. Tự nhiên cái bạn bảo người dân đất đảo nãy ra một cái ý tưởng là làm thế mình thế rồi mình lật đật chạy đi về xách máy đi quay. Các bạn có tin được là ở giữa một cái hòn đảo ở giữa biển Phú Quốc mà lại có được những cái hồ sen rất là lớn. Như mọi người biết á, thì sen, đặc tính của sen là sống ở đất bùn. Ở trong đất liền mình thì đâu đâu cũng có sen, được mẹ thiên nhiên ưu đãi, và cái sen sinh sôi nảy nở nó thổ nhưỡng rất là đầy đủ. Nhưng mà tại sao ở đất đảo, một cái hòn đảo xung quanh là biển, giữa biển, mà cái đặc tính thổ nhưỡng ở trên đảo Phú Quốc là đất là đất pha cát, mà sen lại sinh sôi tốt, có một hồ sen cực lớn. Mặc dù sen không được đẹp và to như trong đất liền, nhưng mà sen trên đảo có một cái gì đó đặc biệt, đặc trưng để mà những cái sen vươn lên, giống như những đứa con không được đất mẹ thiên nhiên ưu đãi gì đầy đủ gì đó mà lại sống sinh tồn được. Thì đối với người dân trên đảo, và đặc biệt là bạn Bảo Bảo, thì khi mà cầm được một cây sen trên tay ở đảo giữa biển, đó là quý báu, cực kỳ quý báu. Tại vì ở trong đất liền, đặc biệt là vùng đồng tháp 10 á, thì mình đi đến đâu thì cũng gặp là sen, mà sen to đẹp mình rất là thích, thì đó là điều hiển nhiên rồi, đúng không? Mà không biết mà từ đâu mà có thể là học từ Google hay đâu đó, chỉ được một bà chị chỉ dạy, cho nên là nãy ra một cái định là trà búp sen. Và bây giờ thì làm như thế nào thì các bạn hãy cùng mình đón xem nhé. Tem. Thank you.
Sau khi chúng ta tẩm ướp cái trà bắc vào bên trong bút sen thì chúng ta sẽ lấy cái hoa sen để vào bình cắm hoa và chưng như bình thường. Nhưng mà lưu ý một điều là để cho cánh hoa nó không có bị rơi ra ngoài thì mình mới lấy tạm là cái dây thun để mình cố định cái đầu bút sen lại để cho không rớt. Thì mình để mình chưng khoảng 2 đến 3 ngày để cho cái hương vị của trà bắc nó hòa lẫn vào cái hương vị bên trong của cái nhụy và nhị của bút sen. Rồi sau đó mình sẽ lấy ra và mình ngắt từng cái bút sen mình gói kín vào trong giấy dầu. Cái giấy dầu là cái giấy mà được người ta thường hay lấy để mà gói thuốc nam thuốc bắc rồi đó, thì để cho những cái hương vị của cái thảo dược nó sẽ không bị bay hơi, không bị thoát ra ngoài, thì giấy dầu là cái lựa chọn tốt nhất để chúng ta bảo quản lâu cái hương mùi vị của trà sen. Sau khi gói kín kỹ lại thì chúng ta sẽ cho vào tủ lạnh và ngăn mát thì nó sẽ bảo quản được lâu hơn. Tại vì nếu để ở nhiệt độ bên ngoài á, thì cái nhiệt độ không khí nó sẽ làm cho cái bên trong của cái gói giấy dầu trà bút sen á, nó sẽ bị ẩm, có độ ẩm. Mình để khoảng tầm nửa ngày cái mình giật mình thấy có độ ẩm thì mình lấy mình cho ngay vào tủ lạnh ngăn mát thì mình bảo quản. Mỗi lần mình uống trà thì mình sẽ lấy ra một gói để và pha trà uống. Sau khi để 2-3 ngày và cho vào ngăn mát tủ lạnh thêm một ngày nữa thì mẻ trà đầu tiên mình thử lấy cái trà bút sen mà được gói trong cái lá sen đó, mình châm cái mẻ trà đầu tiên mình uống thử để xem như thế nào, thì phát hiện ra rằng là nếu mà cho luôn cả trà bút lá sen thì nó sẽ chỉ ra cái mùi vị của lá sen thôi. Cho nên là cái mẻ tiếp theo á, mình bỏ cái lá sen ra, mình chỉ dùng trà bút sen thôi thì cái hương vị trà nó ra đúng nghĩa trà bút sen, là nó có cái vị chát của hoa sen, cánh hoa sen nè, rồi một ít vị đắng nhẹ thôi, tại vì cái trà bắc mình bỏ ở đây ít nó thì cái cái trà bắc nó có mùi thơm, nhưng mà khi tẩm ướp vào đây thì cái mùi thơm trà bắc nó chiếm khoảng tầm 30-40% thôi, còn lại 70% là cái vị và cái hương và cái nó đều thiên về cái cánh hoa sen và cái nhụy của sen đó. Thì đối với những người phụ nữ phái đẹp mà ghiền trà thì đây là lựa chọn tối ưu, tại vì nó không đắng, nó dễ uống mà lại có tác dụng là đẹp da, an thần, dễ ngủ nè. Và chắc chắn là đêm nay Hải Anh sẽ ngủ ngon rồi. Bây giờ thì cũng tối rồi, mình sẽ thưởng thức hết cái ấm trà này để làm việc. Rồi bây giờ chúc cả nhà ngủ ngon nha. Nhớ bấm đăng ký kênh, like và share để mà cập nhật những cái video mới nhất, bổ ích nhất mà Hải Anh chia sẻ đến cả nhà. Bye bye. Chào cả nhà nhé, mình là Hải Anh à. Nhớ bấm đăng ký kênh để cập nhật những video về du lịch, văn hóa, ẩm thực thường xuyên.